Đây là hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên quốc lộ 1 vào rạng sáng 7 tháng 10 năm 2020, là một người chết, 19 người bị thương. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, vào lúc 0 giờ 20 phút cùng ngày, xe khách giường nằm do tài xế Huỳnh Văn Lóm, 39 tuổi ở tỉnh Bạc Liêu, điều khiển chở 23 hành khách và một phụ xe lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xe này bất ngờ tông vào giải phân cách cứng giữa đường. Sau cú va chạm, xe khách lật nhào nằm chắn ngang đường. Đúng lúc này, xe tải do tài xế Trần Thành Nhân, 29 tuổi ở Hậu Giang điều khiển theo hướng ngược lại tông trúng xe khách. Vụ tai nạn làm bà Nguyễn Thị Loan, 53 tuổi ở Bạc Liêu tử vong tại chỗ và 19 người khác trên xe khách và xe tải bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn gây ùn ứ giao thông khoảng 300 mét. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, xe khách và xe tải đã được đưa về công an huyện Cái Bè, phương tiện lưu thông bình thường. Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông Tiền Giang phối hợp với công an huyện Cái Bè kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế của xe khách và xe tải. Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.